mà mình không tin thì nó là tưởng gì? Nó cũng là tà tưởng. Một cái mà người ta nói thật mình không tin là tà tưởng, người ta nói dối mà mình tin nó cũng rơi vào tà tưởng. Còn khi nào người ta nói dối mình biết ở đây là nói dối thì đấy là chánh tưởng. Khi nào người ta nói thật mình biết đây là thật thì đấy là chánh tưởng. Đức Phật bảo tất cả mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, thì đấy là cái sự thật. Và nếu mình chấp nhận cái sự thật đấy thì mình có cái tưởng đúng. Còn nếu mình cứ theo cái thế gian, người ta cứ tâng bốc những cái giả lên ấy, những cái không đúng sự thật lên ấy, thì cái đấy là tưởng sai. Thế nào mà tưởng khởi lên cùng với vô tham, vô sân và chánh kiến? Bây giờ mình muốn là mình có cái tưởng đúng hay mình muốn có cái tưởng sai? Mình muốn sống với cái tưởng đúng hay muốn sống với cái tưởng sai? Những cái lúc mình vui là do cái gì nó làm cho mình vui? Do cái tưởng nó làm cho mình vui. Cái lúc nó buồn là do cái gì làm cho mình buồn? Cái tưởng nó làm cho mình buồn. Vậy cái tưởng nó chi phối đến cuộc sống của mình hàng ngày, hàng giờ. Vậy thì cái tưởng đúng hay tưởng sai? Thế nào mình khởi nên tưởng nào, tưởng đến cái gì mà nó làm cho mình có được cái tốt, cái tâm vô tham, vô sân, vô si? Tưởng đến vô tham, vô sân, tưởng nhớ đến những đối tượng làm cho tâm được thanh tịnh, ni dục, ni ác, bất thiện pháp. Như khi tưởng, như khi thực hành các đề mục thiền. Khi mà mình thực hành thiền nó cũng là mình đang rèn luyện cái tưởng, rèn luyện cái tư tưởng của mình, rèn luyện cho cái tưởng ấy nó trở thành cái tưởng vô tham. Như đời 10 đề mục thiền, định cận hành, 10 đề mục ca sinh ná, 10 pháp quán tử thi, 10 thiền vô lượng tâm, 4 thiền vô sắc. Tức là 40 đề mục thiền định đều làm cho cái tâm của mình trở nên vô tham, vô sân, vô si được. Thì khi mà mình muốn hành thiền hơi thở, mình cái tâm mình nó phải luôn luôn tưởng nhớ đến hơi thở, chánh niệm trên hơi thở ấy, thì đấy là tưởng. Thì cái tưởng nó là cái nhân của niệm, nhớ đến hơi thở. Thì cái tâm nó phải tưởng đến hơi thở bao lâu, nó duy trì cái nhớ biết hơi thở đấy. Bây giờ mình mà khi mà mình có tâm sân thì mình phải tưởng đến tâm từ, nó sẽ hết tâm sân. Khi mà mình có những cái tâm tham ái thì mình khởi đến cái tâm các cái pháp bất tịnh như quán tử thi, quan sát chết thì nó sẽ hết cái tâm tham ái. Khi mà cái tâm của mình nó bị vọng tưởng nhiều thì mình niệm hơi thở bao ra thì nó hết cái vọng động. Thì những cái tưởng đấy, tức là một người hành thiền thì cái người đó cũng là đang phát triển các cái tưởng. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật thì đấy nó cũng là tưởng, tưởng nhớ đến ân đức của Phật. Nhưng mình niệm Phật ấy, mình tưởng nhớ đến Phật là một bậc đã giác ngộ, Phật là bậc hết tham sân si, thì cái đấy nó là tưởng, cái tưởng đấy nó là tưởng cao thượng, nó làm cho hết tham sân si. Còn bây giờ mình tưởng mình cũng niệm Phật nhưng mà mình lại tưởng là Phật sẽ thương mình, Phật sẽ ban cho mình được giàu sang phú quý gì được cái đấy, thì nó cũng là tưởng, nhưng mà nó là tưởng đúng hay tưởng sai? Thì nó sẽ là tưởng sai. Thì cũng là một cái pháp, nhưng mà mình hiểu đúng, mình thực hành đúng, nó ra cái tưởng đúng. Mình tưởng sai một cái thì mình sẽ thực hành sai. Còn tưởng đến vô tham vô sân, tức là tưởng đến các cứ người nào mà thực hành các cái pháp tu tập, tưởng đến giới, đến Phật, đến pháp, đến tăng, đến giới, đến trí, niệm thiên, thì đấy là cái tưởng tốt. Còn cái tưởng mà liên quan đến trí tuệ, liên quan đến chánh kiến, đó là cái người thực hành được cái pháp thiền quán, mình phân biệt được tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tức là một người mà phân biệt được cái thân tứ đại này, mình thấy được cái thân này chỉ là tứ đại chứ nó không có cái đẹp, không có xấu, không, thì cái đấy là mình tưởng đúng, nó là sắc. Mình tưởng nhớ đến cái tâm này nó chỉ là thọ tưởng hành thức chứ nó không, mình không có dính mắc vào cái tâm, không phải là linh hồn. Tức là mình tưởng nhớ đến cái tâm nó chỉ là những cái cảm thọ, cái tư tưởng, cái tâm hành, cái tâm hành động và cái tâm nhận biết các cái cảnh trần, chứ nó không phải là linh hồn. Vậy thì cái tưởng như vậy thì mình có chánh kiến bằng cái sự thực hành thiền tuệ. Tưởng đấy là có chánh kiến. Còn thế nào là tính vô ngã của tưởng?
Vì tưởng có tính sinh diệt liên tục, tức là tất cả những cái tưởng thiện hay tưởng bất thiện, tưởng đúng hay tưởng sai ấy, thì nó sinh lên một cái nó cũng diệt đi, nó cứ thoáng qua một chút nó cũng diệt đi. Cho nên là nó là vô thường, vì chịu sự vô thường vững mạnh nên nó khổ. Cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Vậy tưởng không phải là ta, tưởng không phải của ta, tưởng không phải tự ngã của ta, thì cái đấy là tính vô ngã của tưởng. Người nào thấy được cái tưởng nó là vô ngã, không có cái ta ở trong cái tưởng đấy, thì là cái người đấy sẽ giải thoát. Quan sát tính vô thường, cái tính vô ngã của tưởng để làm gì? Tại sao Đức Phật dạy mình phải thấy được cái tưởng là vô ngã? Quán nó vô ngã để làm gì? Để nhàm chán đối với tưởng, để ni tham đối với tưởng, để đoạn diệt tham ái đối với tưởng, từ bỏ các cái hành nghiệp vì tưởng, đạt được chánh trí giác ngộ sự thật để chứng đắc niết bàn, giải thoát khổ đau. Thế là đến quán cái sự vô ngã như vậy. Như Đức Phật dạy là tưởng nó là cái, nó giống như cục biếu ấy, tưởng nó là bệnh hoạn. Cái tư tưởng của con người nó vậy, tưởng nó là cái mũi tên, tưởng là gai nhọn để cho mình nhàm chán đối với cái tư tưởng ấy, ni tham đối với năng tưởng. Như vậy toán tất cả tưởng ở quá khứ, tưởng ở hiện tại, ở tương lai, bên trong, bên ngoài, thô thế, cao thượng, hạ nhiệt, ở xa, ở gần, tất cả các cái tưởng đấy, tư tưởng của mình hay tư tưởng của người khác, tư tưởng ở đã qua, tư tưởng hiện tại hay tư tưởng ở tương lai, nó đều thế, đều là vô thường khổ vô ngã hết. Quán như vậy, chúng sinh ở cái cõi nào, thân sai biệt, tưởng sai biệt, hay là nói liên hệ đến tưởng, liên hệ đến tưởng. Bây giờ ở cái cõi người này, cái những cái tư tưởng của mỗi một người có giống nhau không? Nó khác nhau rất là xa. Mà cái thân con người ở cõi người nó có giống nhau không? Nó cũng không có giống nhau. Vậy thì chúng sinh ở cõi người là vậy, mỗi người mỗi thân, mỗi người mỗi tâm có cái sự sai biệt, thân sai biệt, tưởng sai biệt. Mỗi người có một cái hình dáng, có một cái khuôn mặt khác nhau, mỗi người có một cái suy nghĩ, có một cái tư tưởng khác nhau, không ai là giống ai. Có người và một số chư thiên, và ở một số ở các đoạn xứ, có người cũng vậy, một số chư thiên có những cái thân khác và có cái tư tưởng khác, các cái loài khác. Chúng sinh ở cõi nào thân sai biệt, tưởng đồng nhất? Bây giờ có một cái cõi sống nào mà tất cả cái chúng sinh ở cái cõi đấy nó có cái tư tưởng giống như nhau không? Thân sai biệt, tưởng đồng nhất. Như bây giờ mình nhập vào trong cái trạng thái sơ thiền, thì các cái trạng thái sơ thiền nó có giống nhau không? Nó đều là ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hình nạc là ni dục sinh với tăng với tự. Có những cái chúng sinh, có những cái cõi sống ấy, có những cái cõi sống ấy mà tất cả chúng sinh ở đấy nó đều có cái tư tưởng giống nhau, thân sai biệt, tưởng đồng nhất. Phạm chúng thiên khi mới tái sinh có cái thân sai biệt, thì cái thân khác nhau nhưng mà có một cái tưởng giống nhau. Phạm chúng thiên là cái cõi sơ thiền phạm chúng thiên. Thì tất cả chúng sinh ở đấy đều có cái tâm đó là chú ở trong tầng thiền. Người ta chỉ biết mỗi một cái trạng thái tâm chú ở trong sơ thiền, chú ở sơ thiền. Người ta chẳng có suy nghĩ chuyện vui, chuyện buồn, quá khứ, tương lai, chẳng nghĩ đến chuyện ăn, chẳng nghĩ đến chuyện danh nợ, chẳng nghĩ đến tiền tài, chẳng nghĩ phải đi kiếm tiền, kiếm ăn, kiếm sống, làm nhà cửa gì hết. Chỉ có một cái tưởng, tất cả chúng sinh đều như nhau, đồng nhất như nhau. Có những cái chúng sinh như nhau. Bây giờ tất cả mọi người mà đều là những cái người con Phật ấy, nó đôi khi nó có một cái tưởng giống nhau, đó là tất cả mọi người đều cung kính Phật. Nó có được một chút giống nhau, một chút thôi. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đều tu tập chứng đắc sơ thiền như nhau thì lúc đấy cái tưởng nó bắt đầu nó giống nhau. Chúng sinh ở cõi nào thân đồng nhất, tưởng sai biệt? Có chúng sinh ở cõi nào mà thân thì giống nhau mà tưởng thì khác nhau? Thân giống nhau, tưởng khác nhau. Thì mình nhìn thấy một đàn chim nó bay nào, con nào nó như con nào nó phân biệt được. Có những cái chúng sinh ở, có những cái cõi mà người nào cũng giống như người nào, giống nhau như một,
không biết phân biệt được ai với ai, giống như hai anh em sinh đôi, không sao phân biệt được em tưởng là em, gặp em tưởng là anh. Còn chúng sinh thân giống nhau như vậy, nhưng mà khi mà nói chuyện với nhau mới biết là thì đây là một người khác, kia là một người khác, tính cách khác nhau hoàn toàn. Chúng sinh ở cõi Quang Âm Thiên, chúng sinh ở cõi Phạm Thiên Quang Âm Thiên thì có cái thân đồng nhất tưởng sai biệt. Vô lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Thiệu Quang Thiên, Vô lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên là cái cõi sở nhị thiền. Chúng sinh ở cõi nào thân đồng nhất, tưởng đồng nhất. Có những chúng sinh mà thân giống nhau, tưởng cũng giống nhau. Đó là cõi Tịnh Cư Thiên. Tịnh Cư Thiên là tất cả các bậc thánh bất na, thân đồng nhất, tưởng đồng nhất. Sinh về cái cõi Tịnh Cư Thiên thì thân thể cũng giống nhau, tư tưởng cũng giống nhau. Thì các vị ấy toàn là những cái người đã hết cái tham ái tham dục với thế gian, đều là những cái bậc bất lai và bậc A-la-hán. Chúng sinh ở cõi nào không có tưởng, không có thọ, không có tưởng, không có thọ. Có chúng sinh ở cái cõi nào đấy vậy không? Không có tưởng, không có tư tưởng gì hết, không có cảm thọ gì hết. Cõi nào? Cái cõi này là một cái, đúng rồi, cõi tứ thiền. Cõi tứ thiền ở đây là cái cõi vô tưởng. Cái cõi tứ thiền thì nó có hai cõi. Một cái cõi là cái cõi quảng quả, thì là có thân và có tâm. Cái cõi thứ hai là chỉ có mỗi thân mà không có tâm. Đó là cái cõi vô tưởng. Cái người nào mà chứng được tứ thiền mà sau đó người đó phát nguyện này, mong sao tôi sinh về cái cõi không có tưởng, không có thân, không có thân, à không có tâm. Lúc cái vị đó mà cứ có tâm này cứ phải suy nghĩ lung tung mệt quá, mong sao mình làm một chúng sinh, mong sao mình cái tâm này nó biến mất, không có tâm, không sống với tâm nữa thì mình sẽ sinh về cái cõi này. Cái người nào mà nhàn chán cái tâm, mình thích là sống ở cái cõi không tâm thì nó sinh về cái cõi vô tưởng, nó chỉ có thân. Sinh về đấy cái thân mình giống như một bức tượng, nếu như lúc chết mình ngồi thì mình sinh như đấy, mình sẽ là một bức tượng ngồi. Mình chết mình nằm thì mình lên đấy là bức tượng nằm, khi chết mình đứng thì mình lên đấy là bức tượng đứng, tức là một cái thân, chỉ có thân, không biết nói chuyện, không biết cử động, không biết đi lại, không có hoạt động gì hết, mà nó sống rất là lâu, sống suốt 500 đại kiếp mới chết. Cái thân ấy, thân nó trên đấy suốt 500 đại kiếp trái đất mới chết đấy, là cái cõi vô tưởng. Chúng sinh về đấy chỉ có thân mà không có tâm. Chúng sinh ở cõi nào có tư tưởng là hư không, có giới hạn, có cái tưởng là hư không vô biên, đó là ở cõi không vô biên xứ. Cái người nào mà hành đắc được thiền không vô biên xứ, sinh về cái cõi không vô biên xứ này thì lúc nào cái tâm nó cũng chỉ bắt một cái đối tượng là hư không vô biên, hư không là vô biên. Cái tâm nó chỉ có cái tưởng là hư không là vô biên. Chúng sinh ở cõi nào có tưởng là tâm không có giới hạn, thức vô biên. Thức vô biên là tâm không có giới hạn, nó cũng là thức vô biên. Ở cái cõi nào mà tưởng là không có gì cả, không có gì cả, vô hữu diệu xứ. Chúng sinh ở cõi nào không có tưởng, cũng chẳng phải không có tưởng. Có cái cõi mà không có tưởng mà cũng chẳng phải không có tưởng. Phi tưởng, phi vi tưởng xứ là cái cõi không có tưởng, cũng chẳng phải không có tưởng. Tức là cái cõi này, cái tư tưởng nó trở nên rất vi tế, quá vi tế, vô cùng vi tế. Còn cái tư tưởng ở cõi người nó có vi tế không? Nó không vi tế, nó rất là thô thiển. Mình tưởng cái gì nó cũng tưởng được. Nhưng mà ở cái cõi này thì tưởng nó rất vi tế, hầu như là cái tưởng nó rất ít hoạt động, nó không rõ ràng nữa. Nó trở nên vi tế như vậy, cho nên gọi là phi tưởng. Không có tưởng, nhưng chẳng phải không có tưởng, nó vẫn có nhưng nó có ít. Cho nên gọi là phi tưởng, phi tưởng sự. Thế này những cái cõi không có tưởng. Làm sao biết được tư tưởng của mình là tốt hay xấu? Cái tưởng của mình, bây giờ mình có biết là mình có tưởng tốt hay tưởng xấu không? Có biết hay không biết? Tư tưởng của tôi là tốt lắm ấy. Khi nào tâm tưởng nhớ đến đối tượng hạ niệm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng thì đấy là tưởng xấu. Chúng sinh, cái cõi người là cõi gì?
cõi dục giới, chúng sinh ở cõi dục giới thì hay tưởng đến dục tưởng. Ví dụ mình tưởng đến cái sắc khả ái, thanh hương vị xúc khả ái thì đấy là dục tưởng, thì đấy là cái tưởng xấu. Khi nào mình tưởng đến những đối tượng cao thượng như vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng thì đấy là tưởng tốt. Khi nào mình có cái chánh kiến, mình biết được mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã thì lúc ấy nó nhàm chán, nó không có khởi lên cái tâm tham sân si nữa, thì cái đấy mới là tưởng tốt. Làm sao biết được tư tưởng của người khác là tốt hay xấu? Biết được người kia có tưởng tốt không? Để biết được tư tưởng người khác phải có thời gian thân cận, phải đàm luận trao đổi, có sự quan sát lời nói hành động, có tác ý, có trí tuệ thì mới biết được tư tưởng của người khác. Bây giờ mình bảo là bây giờ đi xem tướng ấy, xem tướng số ấy. Tướng biết là cái người này có tướng đi như thế này là họ xấu tói lắm ấy, có đúng không? Người này là có cái vết ruồi ở trên này nguy hiểm lắm. Người này xem tướng đi, xem đủ mọi thứ, từng cái tướng đi rồi là tướng nói, tướng ngồi rồi là tướng ở trên mặt, tướng ở trên người, tướng đủ mọi thứ. Tướng mình xem tướng mình có biết được tưởng của người khác không? Xem tướng có biết được tâm không? Chưa chắc vậy, biết được cũng có thể có. Ví dụ như mà khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đời là có bao nhiêu tướng? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người ta biết ngay là cái người này mà nếu ở tại gia thì sẽ làm vua truyền luôn thành vương, mà đi xuất gia thì sẽ thành Phật. Tướng nó cũng thể hiện là một cái tưởng. Tư tưởng ảnh hưởng đến hành động như thế nào? Cái tư tưởng nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hành động của mình. Mà trước kia mình có tư tưởng khác thì mình sẽ có hành động khác. Bây giờ mình có tư tưởng khác, mình có hành động khác. Cách đây 10 năm trước mình có hay đi chùa không? Thì lúc ấy cái tưởng của mình nó thế nào? Khác. Bây giờ mình hay đi chùa thì cái tưởng của mình nó còn giống như cái ngày xưa không? Nó khác. Cái lúc mình chưa quy y Tam Bảo, chưa giữ năm giới, cái tưởng nó có khác không? Nó khác. Mình quy y Tam Bảo, giữ năm giới, mình tưởng nó khác. Cái hôm mà không, cái hôm mà mình chỉ giữ năm giới mà không giữ tám giới thì cái tưởng nó khác. Giữ mà hôm thọ ba quan trai giới cái tưởng nó sẽ khác. Nó tưởng là hôm nay là mình không được ăn chiều này, để hôm nay bụng đói chịu sao được này. Thì tư tưởng nó sẽ ảnh hưởng đến hành động. Bây giờ mình chấp nhận rồi thì đó mình phải chịu. Thế là tư tưởng này, nó sẽ ảnh hưởng đến hành động vậy. Tư tưởng cao thượng thì hành động cao thượng, tư tưởng hạ nhiệt thì hành động hạ nhiệt. Đấy là cái tư tưởng nó thế. Một người có tư tưởng thành Phật thì tạo các ba la mật. Một người có cái tư tưởng mình mong muốn thành Phật thì lúc đầu mình ta sẵn sàng bố thí cả thân mạng, mong vai đến xin ta cho luôn, xin tai, xin mắt, xin mũi, xin tim, xin gan, phèo phột, xin cái gì cho cái đấy. Bố thí ba la mật, giữ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tất cả các cái pháp ba la mật, vị đó nỗ lực thực hành với cái tư tưởng là để thành Phật, chẳng ngại một cái gì hết. Một người muốn giải thoát sinh tử, có cái tư tưởng là muốn giải thoát sinh tử thì lúc nào cũng nỗ lực thực hành giới định tuệ. Giới định tuệ là quan trọng nhất, là trên hết, còn mọi cái khác coi là chuyện bình thường. Thì cái người đấy là cái người có tư tưởng khác. Một người muốn hưởng phước thì đi tạo phước. Một người nghĩ là đời này khổ rồi, tại vì kiếp trước mình không có làm phước, nên bây giờ còn sống ngày nào mà làm phước thì kiếp sau còn hưởng phước. Thì cái tư tưởng đấy thì sẽ có cái hành động khác. Người này hỏi giới định tuệ chưa kịp tu, chưa vội tu đi làm phước đã. Một người thì muốn giàu có thì hỏi bảo là chẳng biết cái phước đâu mà cứ đi kiếm tiền cho nó có nhiều tiền xài trước đã. Thì cái tư tưởng của người này là muốn giàu có mà, giàu có trước mắt trước đấy, còn kiếp sau muốn là sao nè, kiếp này cứ đi kiếm tiền chơi đã. Thì đấy nó cũng là một cái tư tưởng. Một người muốn quyền lực thì thích làm việc chính trị. Một người có tư tưởng thường kiến tin vào cõi vĩnh hằng thì thích cầu nguyện. Một người có tư tưởng sinh về cõi cực lạc thì suốt ngày A Di Đà Phật. Người có tư tưởng đoạn kiến, bác vô nhân quả thì thích hưởng dục này.
Một người thì có cái tư tưởng này, chết rồi là hết, chả còn cái gì cả, chả có cõi nào, chả sinh về đâu hết. Thì bây giờ làm gì đây, sống ngày nào phải hưởng, lúc nào cái ngày đấy. Không có làm gì hết, chỉ miễn là làm sao sung sướng là được. Mình thuộc vào cái loại người nào, cái người này. Thuộc vào cái người thứ mấy, mấy này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người này. Thế là tư tưởng nó có từ cao xuống thấp như vậy, từ thấp lên cao như vậy. Tưởng chi, tưởng chi, tưởng chi là gì? Mấy cái từ tưởng chi, tưởng chi tức là mình biết, cái biết dựa trên cái tưởng, cái trí hiểu biết của mình dựa trên cái tưởng. Sự hiểu biết dựa trên cái tưởng gọi là tưởng chi. Ví dụ như một bà mẹ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tưởng là con mình, chạy đến bế nó lên, mới phát hiện ra là con người khác. Có xấu hổ không? Tưởng chi, tưởng chi. Tưởng là tưởng. Em bây giờ mình có mấy ông bố, có mấy bà mẹ, ai là người mang mình ở trong bụng mà đẻ ra mình thì người đấy là mẹ mình, có phải không? Nhưng mà bây giờ mình đã từng gọi bao nhiêu người là mẹ. Có cái người mà người ta không đẻ ra mình, người ta là mẹ mình. Mình có bị nhầm tưởng không đấy? Thôi đi gọi mẹ người khác là mẹ. Tưởng mà, tâm đấy là tưởng ấy. Có những người gọi nhầm con người khác là con mình cũng có mà. Có người gọi nhầm người khác là mẹ mình cũng có mà. Có những người gọi nhầm bố người khác thì cũng tưởng là bố mình mà. Thì cái đấy nó là cái tưởng, tưởng chi, cái biết dựa trên cái tưởng. Như một cái người mò cá nắm phải con rắn thì tưởng nó là cá mà. Khi mình giơ lên, ôi con rắn sợ quá, vứt đi. Và cái lúc mà mình nó còn ở dưới nước thì mình tưởng nó là con cá, thích lắm. Khi giơ lên nó là con rắn, nhưng mà con rắn mình phải vứt đi. Thì cái lúc thì cái tưởng nó như thế, nó thay đổi liên tục, nó có thể là đúng, nó có thể là sai. Thì tất cả những cái gì mà mình chấp từ trước đến giờ, mình hiểu biết từ trước đến giờ ấy, nó là tưởng. Những cái học ấy, ví dụ khi mà trước đi học mình bảo là đi học người ta dạy là có cái con vượn này lâu ngày nó rụng đuôi nó thành người. Có phải không? Nó có đúng như vậy không? Mình cứ tưởng thật. Tưởng thật thì mai mốt thì nhìn thấy cái con vượn này mình quỳ xuống mình lại đây là tổ tiên nhà tôi. Mai đem lên thờ đi ông tổ của mình đây. Tưởng đấy, thì cái tri thức của chúng sinh là dựa trên cái tưởng mà. Mọi cái trần gian này nó thế, toàn dựa trên cái tưởng đấy. Bao nhiêu những cái kiến thức, những cái học thuyết, những cái giả thuyết, những cái triết học ở trên thế gian, những cái khoa học ở trên thế gian nó đều là sản phẩm của những cái tưởng chi hết. Mình học bao nhiêu cái pháp thế gian đều là tưởng chi hết. Không có cái pháp gì là thật. Bao nhiêu dù là văn học hay là toán học hay là về khoa học chứ, nó đều là tưởng hết. Như một người đàn ông ở với một con dạ xoa mà cứ tưởng người đó là vợ hiền. Đến một khi mình phát hiện người phụ nữ này thường ra nghĩa địa ăn xác chết, mình mới biết là dạ xoa. Nhưng mà giống như là một cái con dạ xoa nó biến thành một cái người cô gái rất là đẹp, nhưng mà anh chàng này say mê đấy, mình làm vợ yêu quý hết mực. Nhưng mà cứ đêm đêm mà cái cô vợ này cứ trốn đi, người chồng mà không biết đi đâu, đi theo xem là nó đi đâu. Thì nó cứ đi ra ngoài nghĩa điện, xong rồi nó biến thành dạ xoa, nó ăn xác chết thật no, nó lại về ngủ tiếp. Lúc ấy có sợ không? Sợ bỏ chạy. Thì cái ý này muốn nói cho cái gì? Muốn nói cái thân năm uẩn này nó y như thế. Khi cái sắc này ấy, từ cái lúc mình đẻ ra đến giờ mình cứ bảo sắc này là của tôi, thân tôi đấy, không ai động mà. Tôi đẹp như thế này, tôi khỏe như thế này. Thì cái đấy là mình tưởng nhầm. Có phải không? Mình tưởng nhầm. Đâu có, nó đâu phải là của mình. Đâu là kiểu mình đâu có đẹp gì đâu, bẩn, đâu có thơm tho gì đâu, mình xịt nước hoa mình lừa người khác nhé. Hôi thối ghê người. Thì cái thọ tưởng hành thức của mình cũng vậy. Trước kia mình cứ tưởng đây là cảm thọ của tôi, đây là tư tưởng của tôi, đây là hành động của tôi, đây là nhận biết của tôi. Thì tất cả những cái đấy nó đều là lầm tưởng.
Đến khi có trí tuệ ra rồi mình mới thấy, ồ thì ra nó là vô thường. Cái thân này luôn luôn sinh lên và diệt đi, nó không phải là của mình. Và từ trước đến giờ mình cứ nghĩ nó là của mình. Đấy là nhận nhầm, nhận nhầm cái thân. Cái tâm này cũng vậy, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Nó luôn luôn sinh lên và diệt đi, mà mình cứ tưởng là nó tồn tại mãi. Mình cứ tưởng nó là linh hồn, mình tưởng nó có linh hồn, nó đi ra khỏi thân này. Đến khi chết thì cứ dặn là sau này phải cúng bái cho tao đàng hoàng nhá, được tế tiền bằng mã nhá, xây mồ mả đẹp nhá, làm bàn thờ tốt nhá, cúng những cái đồ ngon nhá, cũng nhiều vào có là đói. Thì đây, tất cả những cái đấy là tưởng lầm, đấy là lầm tưởng, đấy là cái tưởng chi hiểu biết một cách sai lầm và tưởng thật. Khi mình có trí tuệ rồi mình mới phá vỡ được cái tưởng đấy, thì cái tưởng nó biến thành tuệ. Bây giờ mình chưa giác ngộ thì mình đang sống với cái tưởng. Khi nào mình giác ngộ thì mình sẽ sống với cái trí tuệ, chứ không còn sống với cái tưởng nữa. Như Đức Phật là tuệ, là thấy rõ. Đức Phật thì không còn cái tưởng tượng, hiểu lầm, hiểu mò nữa. Mà Đức Phật đã giác ngộ là tuệ chi. Tưởng chi về thân tâm uẩn, sắc này là vô thường mà tưởng là thường. Sắc này là khổ mà mình tưởng thật là. Sắc này là vô ngã, mình tưởng là ngã. Sắc này bất tịnh mà tưởng là tịnh. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức. Thế thì cái sắc của mình nó vậy, sắc của người khác có thế không? Sắc của người khác cũng vô thường, nhưng mà mình có biết là nó vô thường không? Sắc của người khác là khổ, mà mình có biết là cái sắc đấy là khổ không? Sắc của người khác là vô ngã, sắc của người khác là bất tịnh, mà mình có thích cái sắc bất tịnh không? Đấy thì cái tưởng của một cái con người sai lầm như vậy. Thì cho nên là mình chấp đây là tôi, của tôi. Còn cái người kia cũng là tôi, là của tôi. Thì cái thế gian là sống với cái tưởng, là cứ hay mình càng có nhiều cái của tôi càng thích. Còn khi mà có cái tuệ rồi, không có cái gì của tôi nữa. Lúc đấy là không còn tham ái, không còn chấp thủ gì nữa thì mới giải thoát. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Đấy là tưởng chi. Còn thế nào là vọng tưởng? Vọng tưởng này, nhớ đến những chuyện đã qua trong quá khứ, đấy là vọng tưởng. Nhớ đến những chuyện chưa đến ở tương lai là vọng tưởng. Những chuyện vui buồn đang diễn ra ở hiện tại cũng là vọng tưởng. Cứ tưởng nhớ đến chuyện này sang chuyện khác, không chịu ngừng nghỉ thì đấy là vọng tưởng. Cái tâm nó cứ vọng tưởng ấy. Khi mình ngồi thiền ấy, thì mình sẽ thấy được cái vọng tưởng nó nhiều. Bao nhiêu cái tư tưởng, bao nhiêu cái suy nghĩ, nó cứ chập chờn, nó cứ đến nó đi, đến nó đi, nó cứ dội về liên tục. Đấy là vọng tưởng. Thế nào là tưởng tượng? Tưởng tượng cũng là một cái loại tưởng. Tưởng tượng có thể tạo ra những cái không có thực, như lông rùa, sừng thỏ. Con rùa nó có lông không? Con thỏ nó có sừng ở trên đầu không? Nhưng mà bây giờ một người mình vẽ một bức tranh, con rùa có mọc lông ở trên mu, trên cái mai của nó. Con thỏ nó có hai cái sừng ở trên đầu, nó đi húc nhau. Thì nó có hay không? Thế thì cái sản phẩm con người có thể tưởng tượng được ra những điều như vậy. Những câu chuyện thần thoại, những phim hoạt hình, phim viễn tưởng đều là sản phẩm của tưởng tượng. Con người sống ở thế gian hay tưởng tượng như vậy. Còn thế nào là ảo tưởng? Ảo tưởng là sự tưởng lầm. Khi mình muốn điều gì thì mình cố gắng tưởng tượng được cái đó. Ảo tưởng, sợ hãi cái gì mình hay tưởng ra cái đó, bỏ quên thực tại, luôn sống với cái tưởng như vậy thì là ảo tưởng. Sống bằng cái sự ảo tưởng. Như là bây giờ một cái người ngồi thiền một chút, xong là mình thấy nó có một cái gì đó khác, mình thấy nó, người mình nó có một cái gì đó, nó có tác động vào trong tâm mình, giống như nó có lóe lên một cái ánh sáng nào đấy, có một cái năng lượng gì đó giống như nó đi vào người mình nghĩ ủa, hình như mình đắc đạo này. Mình đắc đạo rồi đấy. Thì lúc đấy nó là cái tưởng gì? Đấy là ảo tưởng. Đấy là ảo tưởng. Cái người ảo tưởng này thì nó sinh ra cái những cái hành động rất là bất thường. Ví dụ như một cái người, người ta đi ở ngoài đường, người mà tôi là vua đây, tôi là công an đây, thì đấy nó cũng là ảo tưởng. Mình không phải như thế mà mình cứ tưởng là mình như vậy, mình sống với cái ảo tưởng đó. Đến sống với những cái ảo tưởng.
sợ hãi một cái gì đó thì mình cũng luôn tưởng nhớ đến, và cái đấy là ảo tưởng. Môi trường có tác động đến tư tưởng như thế nào? Cái môi trường sống của mình nó sẽ tác động đến tư tưởng. Môi trường sống tác động đến tư tưởng này. Nếu thân cận môi trường tốt, có nhiều người tốt, có sự giáo dục tu dưỡng đạo đức trí tuệ thì phát sinh nhiều cái tưởng thiện, nhiều cái tưởng tốt, tưởng thiện. Nếu thân cận môi trường xấu, có nhiều người bất thiện, tiếp xúc với những văn hóa xấu thì sẽ sinh ra tư tưởng bất thiện. Là cái sự thân cận của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư tưởng của mình. Tư tưởng nhất là trẻ con ấy, mình cho đi học hay mình cho nó thân cận với một người nào đấy thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhân cách của nó. Ví dụ bây giờ nó còn bé, mình cho nó vào chùa ở một thời gian nó sẽ, sau này cái tưởng nó khác. Nhưng mà bây giờ mình nó còn bé, mình bắt đầu mình cho nó đi chơi bời đến những cái chỗ hư hỏng thì sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành một người khác, cái tư tưởng nó sẽ khác, nó sẽ xây dựng một cuộc sống nó khác. Nên thế môi trường thân cận nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư tưởng của con người, thì cái tư tưởng đấy nó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách con người. Cái nhân cách đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nghiệp thiện nghiệp xấu, đến cái số mệnh của con người. Đây là cái hành động tạo nghiệp đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tương lai của cái người đấy. Làm thế nào để luôn sinh khởi được những tư tưởng thiện và tránh xa những tư tưởng bất thiện? Đấy, vấn đề là làm sao để mình luôn khởi được cái tưởng thiện, tránh xa cái tưởng bất thiện? Đó là luôn giữ chánh niệm thì sẽ phát sinh những tưởng thiện. Nếu mà một người luôn luôn có chánh niệm ấy, thì là mình sẽ luôn luôn có cái tư tưởng tốt, có những cái tư tưởng thiện, có tư tưởng đúng. Còn những người mà có tà niệm thì luôn luôn có tư tưởng bất thiện. Mình phải giữ chánh niệm. Nên là luôn luôn phải giữ chánh niệm, mình phải có một cái phương pháp tu tập để giữ chánh niệm, giữ chánh niệm thì để mình nuôi dưỡng được cái tưởng tư tưởng tốt. Có ai mình đi học, có ai dạy mình giữ chánh niệm, cái phương pháp này để rèn luyện chánh niệm? Môi trường nào sẽ dạy cho cái người biết thực hành cái chánh niệm? Chỉ có được học Phật pháp thì mới được rèn luyện cái chánh niệm. Còn pháp thế gian có ai dành rèn luyện cái chánh niệm? Tư tưởng làm sao phải kiếm được nhiều tiền, tư tưởng làm sao phải giàu có, tư tưởng làm sao phải có quyền thế, tư tưởng làm sao nó phải có cái sự hơn thua. Đây là cái tư tưởng ở thế gian. Tư tưởng làm sao mà không có tham, không có sân, không có si. Tư tưởng làm sao mà đạt đến cái vô tham, vô sân, vô si. Thì đấy là chánh niệm. Muốn có chánh niệm, làm sao để luôn giữ được chánh niệm? Đó là phải hành thiền miên mật. Phải có cái pháp hành thiền miên mật thì mới rèn luyện được chánh niệm. Đấy, mới luôn luôn giữ được chánh niệm. Vậy thì cái người nào mà hành thiền, người đó sẽ thay đổi được tư tưởng. Cái pháp hành thiền nó sẽ khiến cho một cái người có thể thay đổi được tư tưởng. Tất cả những tư tưởng tiêu cực một thời gian sau mình hành thiền nó sẽ tiêu hết, nó tiêu trừ hết. Nó còn lại những tư tưởng cao thượng, cái tư tưởng tích cực, những cái tư tưởng an lành. Đấy. Vậy cho nên là người nào hành thiền là người đấy sẽ có tư tưởng tốt, thân cận một cái môi trường hành thiền thì sẽ có được một cái tư tưởng tốt. Còn lại người nào mà không hành thiền thì nó sẽ khác. Ví dụ như người không hành thiền thì trong tâm hay nghĩ toàn nghĩ dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Nhưng mà cái người hành thiền làm sao phải diệt trừ được những cái tâm này. Vậy thì cái hai tư tưởng nó khác nhau, khác nhau hoàn toàn. Vậy thì chỉ có mỗi một cái pháp để cho thế gian này muốn có ai cũng có một tưởng tốt, đó là ai cũng phải biết hành thiền. Và mọi người tập thiền đi, xong là về hướng dẫn cho mọi người hành thiền nhé, hướng dẫn cho mọi người hành thiền để thay đổi cái tư tưởng của những người khác. Hết bài về tưởng.
Bài sau thì mới học về đến cái hành uẩn, sắc uẩn rồi, thọ uẩn, tưởng uẩn, ba uẩn rồi ha. Bài sau là hành uẩn, bài sau là thức uẩn, năm uẩn. Bây giờ mọi người hồi hướng. Idam me buddhi.